Ba đặc vụ của tổ chức SCP đứng trước một nhà kho lớn. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản: vào trong nhà kho, tìm kiếm thiết bị quan sát bị mất tích bên trong, khôi phục dữ liệu từ đó và rời đi. Công việc có vẻ rất dễ dàng, nhưng cấu trúc đổ nát trước mặt họ không phải là một tòa nhà bình thường. Đây là SCP-015. Đội trưởng của nhóm là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, mật danh đặc vụ 6. Anh ta mở cánh cửa lớn ở phía trước nhà kho ra, và ngay lập tức quang cảnh bên trong khiến cả nhóm cảm thấy lo ngại. Trước mặt họ không phải là một nhà kho rộng, mà là một đường hầm chật chội dẫn sâu hơn vào bên trong. Tuy nhiên, nhiệm vụ thì vẫn cần phải hoàn thành. Vì vậy ba người tiếp tục tiến vào bên trong. Đi đầu là đặc vụ 2, tiếp đến là đặc vụ Lon, chuyên gia dữ liệu, và cuối cùng là đặc vụ 6, trưởng nhóm đi sau cùng. Đèn pin của họ chiếu sáng các hành lang chật hẹp với hàng tá đường ống. Đèn pin là một trong những vật dụng duy nhất được phép sử dụng trong SCP-015. Và cũng nhờ nó mà họ biết rằng những gì nhà nghiên cứu nói với họ là sự thật, rằng nhiều đường ống không được làm bằng vật liệu bình thường, mà thay vào đó là các loại chất lạ như gỗ, thủy tinh, hoặc thậm chí là có thể là xương. Những dãy đường ống kỳ lạ đã tạo thành một đường hầm ngoằn nghèo dẫn sâu hơn vào bên trong nhà kho. Cả nhóm rất cẩn thận vì sàn nhà không bằng phẳng, và các đường ống thỉnh thoảng nhô lên khỏi sàn như rễ cây, khiến họ rất dễ bị vấp nếu không quan sát được. Cả ba men theo hành lang ống dọc theo con đường mà mỗi người phải ghi nhớ. Khi họ đi đến các đoạn rẽ, đặc vụ 2 nói to một loạt các ngã rẽ mà họ phải thực hiện: bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên phải một lần nữa, đi thẳng, bên phải. Và cứ như vậy, khi họ ngày càng đi sâu hơn, họ phải đi theo chỉ dẫn chính xác nếu họ muốn đến được nơi của robot. Bên trái, đi thẳng, tiếp tục đi thẳng, bên phải, chỉ còn vài ngã rẽ nữa là họ sẽ đến vị trí mà robot đã gửi đi tín hiệu cuối cùng trước khi mất kết nối. Càng đi sâu vào trong, họ lại càng cảm thấy rằng lối đi ngày càng khó hơn. Các đường ống trên ngang ở nhiều chỗ khiến nhiều vị trí đã hẹp trong đường hầm lại càng khó chui qua. Tại một vị trí đặc biệt, cả nhóm chỉ có thể bò sát trên mặt đất. Sau khi Lon và Hai đã vượt qua được vị trí đó, thì đặc vụ 6 đột nhiên kêu lên: sao thế? Có chuyện gì vậy? Hai hỏi. Tôi bị mắc kẹt, 6 trả lời. Lon và Hai nắm lấy cánh tay của 6 và bắt đầu kéo. Với một tiếng nghiến răng lớn từ tất cả bọn họ, 6 cuối cùng cũng thoát ra được. Ống quần của anh ta bị kéo rách bởi cả miếng gỗ nhọn thò ra từ một trong những đường ống. Tuy vậy, 6 đã thoát ra và họ có thể tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng, sau khoảng 1 giờ đi bộ, họ cũng tìm thấy nó. Robot đã được gửi đến để điều tra tình trạng hiện tại của SCP-015. Tuy nhiên, có điều gì đó rất lạ về tình trạng của con robot. Có vẻ như camera của nó đã bị đâm xuyên qua. Một kiểu ống đen đâm xuyên qua camera của robot, nhưng bằng cách nào đó, cái ống trông như thể đã kết nối với ống kính camera, chứ không phá hỏng nó. Trông cứ như thể chúng được thiết kế ra như thế vậy. Các ống khác cũng nhô ra từ sàn và tường, chui vào những chỗ hở trên robot và nhấc nó lên khỏi mặt đất. Họ nhìn con robot đang bị giữ lại trong không trung. Bánh xe của nó vẫn đang quay chậm chậm khi viên pin bên trong dần cạn kiệt. Các đặc vụ đi xung quanh robot để kiểm tra, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó. 6 đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Thôi, còn chần chờ gì nữa nào? Lon không rõ mình phải làm gì. Khi đến gần con robot hơn, cô nhận thấy một chất có mùi hôi đang chảy ra từ đường ống gắn với camera. Nhiệm vụ của cô là lấy dữ liệu khỏi con robot, nhưng họ cũng ra lệnh rằng không được làm hỏng bất cứ thứ gì trong SCP-015. Vậy cô phải làm gì với robot? Về mặt lý thuyết, hiện tại nó chẳng phải là một phần của SCP-015 sao? Cô lo lắng rằng nếu cô tháo thẻ dữ liệu thì SCP-015 có thể... cô cũng không biết chính xác nữa. 6 không tin cho lắm. Các nhà nghiên cứu đã nói với họ rằng 015 phản ứng, nhưng trong mắt anh ta hiện tại chỉ có một loạt các đường ống kỳ lạ. Có thể nó phát triển hoặc di chuyển một chút, nhưng làm thế nào mà 015 có thể biết họ đang ở đó? Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy 015 có tri giác, chứ chưa nói đến trí thông minh. 6 quyết định sẽ không quanh quẩn ở đây lâu hơn. Và nếu Lon không thực hiện nhiệm vụ của mình thì anh sẽ làm. 6 di chuyển đến robot và lật mở nắp dữ liệu bên trong của nó. Nhiều chất lỏng đặc quánh chảy ra, nhưng anh ta phớt lờ. Lon và Hai cùng nhìn nhau và cùng nghe thấy một âm thanh lạ. Nó giống như tiếng hơi nước thoát ra từ một nơi nào đó sâu bên trong SCP-015. 6 dường như không nghe thấy âm thanh đó và bắt đầu tháo các thẻ dữ liệu khỏi robot. Với dữ liệu hiện đã được thu hồi, 6 quyết định xem liệu có thể gỡ robot ra khỏi các đường ống hay không. Đó không phải là một phần nhiệm vụ, nhưng tại sao lại lãng phí một tài sản tốt của tổ chức khi nó ở ngay trước mặt của họ? Đầu tiên, 6 kéo chiếc MAV ra. Sau đó là các đường ống đã kẹt được kết nối với nó, nhưng anh ấy không thể làm cho nó di chuyển.
nó hoàn toàn bị kẹt. Nó dường như đã hợp nhất với các đường ống. Thôi nào, chúng ta đã có dữ liệu, hãy ra khỏi đây, Hải nói. Nhưng Sáu vẫn chưa từ bỏ. Anh đặt đèn pin xuống và dùng cả hai tay để kéo, còn chân đẩy vào thành ống để dễ kéo hơn. Thì đột nhiên có tiếng cọt kẹt. Ha ha, tôi nghĩ tôi kéo được nó rồi. Nhưng Sáu đã nhầm. Đó không phải là âm thanh phát ra từ chiếc robot, mà là tiếng sàn nhà bên dưới đang lún xuống. Sáu bị lún xuống đến tận nách. Hai đặc vụ còn lại chạy đến giúp anh, nhưng họ ngay lập tức nhìn thấy bọn ánh sáng rực rỡ và nhiệt lượng cực lớn tỏa ra từ vị trí của Sáu. Thủy tinh nóng chảy bắt đầu lấp đầy vị trí của Sáu. Sáu khóc hét lên trong tuyệt vọng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Hai đặc vụ còn lại nắm lấy tay anh và kéo ra. Cuối cùng họ cũng giải thoát được Sáu khỏi chỗ đó. Sau khi kéo ra được khỏi đó, Sáu không còn hét lên nữa. Mắt và miệng anh ta bị khóa trong tình trạng hoảng loạn tuyệt đối. Lon bắt đầu hét lên khi cô nhận ra rằng họ chỉ kéo được nửa trên của đặc vụ Sáu ra khỏi cái hố. Nửa dưới cơ thể của anh ta đã bị sức nóng của thủy tinh lỏng thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, họ không có thời gian để sốc, vì các đường ống bắt đầu va chạm vào nhau và xì hơi nước ra. Một ống gỗ ở phía trên Hai và Lon đột nhiên nổ tung, khiến bụi bay mù mịt. Đám bụi đó hoàn toàn là thủy tinh dạng bột. Chúng bắt đầu tuôn ra ngoài, bao phủ hoàn toàn những gì còn lại của Sáu. Hai phun ra một dòng máu đặc. Trong miệng anh ta tồn tại vô số những mảnh thủy tinh nhỏ, cũng như Lon đang cố gắng tuyệt vọng để ngăn nó không cắt vào mắt cô. Cả hai đều biết họ không thể ở lại đây, họ phải chạy. Các đường ống tạo ra âm thanh chói tai khi chúng di chuyển nhanh nhất có thể để ngăn họ quay lại. Âm thanh như một đoàn tàu đang lao qua tòa nhà. Họ bị bao quanh bởi sự hỗn loạn, hóa chất sôi sục trào ra từ một đường ống. Ở một đường ống khác, những chiếc gai giống như gai hoa hồng nhỏ li ti bắn ra. Họ tìm thấy một cái lỗ chỉ đủ để chui qua. Đó là con đường duy nhất giúp họ tiến về phía trước, và họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chui vào. Hai chui vào và bắt đầu bò. Lon còn do dự, nhưng một luồng hơi nước tỏa ra từ một đường ống gần đầu cô thuyết phục cô rằng không còn lựa chọn nào khác, và cô đi theo sau Hai. Hai bò quằn quại trên lối đi chật hẹp. Anh bị bao quanh bởi âm thanh cót két của những chiếc ống, cảm tưởng như chúng chuẩn bị vỡ tung ra, và không biết loại chất độc nào có thể trào lên người anh. Nhưng Hai phải kìm nén nỗi sợ hãi của mình và tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng anh tiến vào một hành lang rộng lớn. Anh quay lại và nhìn một cái lỗ. Lon đáng lẽ phải ở ngay sau anh, nhưng không có dấu hiệu nào của cô. Anh quay đầu lại và gọi. Không có phản hồi, nhưng anh có thể nghe thấy rằng cô vẫn đang ở bên trong, đang vật lộn trong bóng tối. Anh phải giúp cô. Hai quay trở lại và bắt đầu bò. Lon chắc không cách xa anh lắm, có lẽ là ở ngã rẽ kế tiếp. Nhưng khi anh ta bò quanh nó thì chẳng thấy gì ở đó cả, chỉ là một bức tường ống khác. Lối đi đã bị chặn lại. Đó là một ngõ cụt. Hai áp tai vào tường và có thể nghe thấy tiếng Lon la hét ở phía bên kia. Anh tức giận đập đèn pin vào đường ống. Khởi ống rung chuyển một lúc rồi vỡ tung, phun ra chất lỏng màu đen bao trùm cả bàn tay anh. Đó là một loại axit ăn mòn nào đó, và anh ta hét lên khi nó cháy xuyên qua găng tay của mình tới phần thịt bên dưới. Anh nhanh chóng trườn ngược ra khỏi đường hầm hẹp và trở lại lối đi rộng ban nãy. Hai ôm lấy tay, cố gắng không nhìn vào phần xương đang lộ ra. Tôi xin lỗi, anh khóc khi chạy qua đường hầm ống đến lối ra. Tôi sẽ đi tìm giúp đỡ, tôi sẽ quay lại, tôi thề. Lon không nghe được những lời Hai nói, cô chỉ nghe thấy tiếng của một vụ nổ đường ống, sau đó tiếng la hét của Hai. Và cô không biết liệu anh ấy còn sống hay đã chết. Cô quyết định rằng cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại, có thể có một lối thoát khác. Nhưng khi di chuyển vài centimet, chân cô chạm vào một bức tường vững chắc. Cô bị mắc kẹt trong một khoảng không gian chỉ lớn bằng một chiếc quan tài. Cô cảm thấy xung quanh chỉ là bóng tối và những đường ống. Không, đợi đã, có thứ gì đó. Có một khoảng trống ở trên trần nhà, nhưng nó chỉ là đầu hở của một đường ống, và đang có thứ gì đó nhỏ ra từ đó. Thứ đó rơi xuống mặt đất, và sau đó một dòng chất lỏng tràn ra. Cô ấy ho khi nó tràn vào miệng, nhưng sau đó nhận ra rằng nó có vị rất ngọt. Đó là mật ong. Ít nhất thì nó không phải là thủy tinh nóng chảy hay axit chết người. Cô thậm chí có thể sống sót trong một thời gian nhờ nó, và đợi cho đến khi một đội khác đến giải cứu. Khoảnh khắc tràn đầy hy vọng ngắn ngủi của cô tắt lịm khi cô nhận ra rằng đường ống vẫn chưa dừng lại, và cô đã nằm trong một bể mật ong sâu vài centimet. Lon la hét cầu cứu. Cô đập liên tục vào tường và trần nhà khi mật ong tiếp tục dâng lên xung quanh cô. Cô cố gắng dùng ngón tay bịt cái ống lại, nhưng không có tác dụng. Không gì có thể ngăn nó ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Mật ong tiếp tục dâng lên quanh cô, và tất cả những gì cô có thể làm là hét lên và cào vào các đường ống đã tạo ra cái quan tài của cô. Cô áp môi lên trần nhà để cố gắng thở một hơi thở cuối cùng trước khi mật ong lấp đầy không gian. Cô thở hổn hển lần cuối trước khi mật ong lấp đầy phổi của cô.
Lạc Vũ Hai tiếp tục chạy qua đường hầm của những cái ống. Anh ta ít nhất không còn đau tay nữa, dù là do cú sốc hay thực tế là vì các đầu dây thần kinh trên tay đã bị đốt cháy. Những âm thanh khủng khiếp phát ra từ các đường ống dường như cũng đã dừng lại. Có lẽ anh đã thực sự thoát ra khỏi đây. Lon có thể đã tìm thấy một lối thoát khác. Không thể biết được có bao nhiêu tuyến đường xuyên qua mấy cung đường ống này. Có thể anh sẽ được gặp lại đặc vụ Lon ở bên ngoài. Tội nghiệp đặc vụ 6. Anh ta chẳng còn cơ hội nào sau khi mở nắp con robot. Suy nghĩ của anh ấy đột ngột bị gián đoạn khi chân của anh vướng vào một đường ống và anh ngã xuống sàn. Phải nói đúng hơn là anh ta đáng ra phải ngã xuống sàn. Thay vào đó, một cái hố dốc mở ra. Xung quanh đó toàn là ống. Anh hét lên và cố gắng ngăn mình không trượt xuống. Nhưng thứ chất lỏng trơn bóng bao phủ mọi thứ khiến anh không thể giảm tốc độ. Chiếc đèn pin mờ của anh ấy cho thấy những gì dường như là một đường hầm vô tận của những đường ống kéo dài xuống bóng tối. Đường ống có kết cấu vòng vèo, ném anh ta từ bên này qua bên khác, khiến anh ta ngã lộn nhào. Và con dốc dường như không bao giờ kết thúc. Anh hét lên đến khi giọng khản đi rồi tắt hẳn. Anh không có cách nào khác để biết được bao lâu đã trôi qua, ngoài việc chiếc đèn pin của anh cuối cùng đã bắt đầu nhấp nháy rồi mờ đi trước khi tắt. Anh cảm thấy như mình đã trôi trong đường hầm tới mấy ngày liền. Nó sâu tới mức vô lý khi ma sát các đường ống bắt đầu xé toạc ra của anh. Hai dường như vui mừng đón nhận. Ít nhất, cuối cùng cũng kết thúc. Theo sau sự kiện mất tích của nhóm thám hiểm, dữ liệu trên robot được coi là không còn quá quan trọng và không có cuộc thám hiểm nào được tiếp tục phê duyệt. SCP-015 là một lượng lớn các đường ống, lỗ thông hơi, nồi hơi và các thiết bị đường ống khác đã lấp đầy hoàn toàn một nhà kho nằm ở thành phố lớn của Mỹ. Bất cứ khi nào nhà kho không được quan sát trực tiếp, các đường ống sẽ bắt đầu phát triển, lấp đầy gần như toàn bộ không gian trong tòa nhà và nó cũng cố gắng kết nối với các công trình lân cận khác thông qua hệ thống cống rãnh và các hệ thống cơ sở tầng ngầm khác. Ước tính gần nhất hiện tại từ các nhà nghiên cứu của tổ chức là tòa nhà chứa hơn 190 km đường ống, trong khi một số đường ống trông giống như mới. Một số đường ống khác có vẻ ngoài bị rỉ sét hoặc hư hỏng, với nhiều vị trí có dấu hiệu bị rò rỉ. Các đường ống được làm từ nhiều loại vật liệu kỳ lạ, bao gồm xương, gỗ, thép, tro ép, thịt người, thủy tinh và đá granite. Thật kỳ lạ, không có đường ống nào làm bằng chì, nhựa PVC, đồng hoặc bất kỳ vật liệu nào khác mà người ta có thể sử dụng để sản xuất ống. Nhưng cho đến nay, đặc điểm dị thường kỳ lạ nhất của SCP-015 là nó có vẻ như phản ứng với những gì tấn công nó. Nếu tòa nhà phát hiện ra rằng người ở bên trong tòa nhà đang mang theo dụng cụ, hay nếu họ cố gắng làm hỏng hoặc sửa chữa bất kỳ đường ống nào của tòa nhà, nó sẽ phản ứng ngay lập tức. Các đường ống ở gần nạn nhân thường sẽ vỡ ra, phun vào họ nhiều chất lỏng bao gồm dầu, thủy ngân, chuột, những loài côn trùng chưa được xác định, thủy tinh, nước biển, nội tạng và cả sắt nóng chảy. Các đường ống tiếp tục tấn công xung quanh nạn nhân cho đến khi họ rời khỏi SCP hoặc tử vong. SCP-015 được tổ chức phát hiện sau khi có báo cáo cho rằng đường ống từ một nhà kho bắt đầu kết nối với nhiều cấu trúc khác gần đó một cách bí ẩn. Không có câu trả lời rõ ràng cho việc làm thế nào hoặc tại sao chúng đột ngột bắt đầu xuất hiện. Các đường ống cuối cùng cũng đã được cắt đi và bây giờ chúng chỉ còn tồn tại trong nhà kho. Nhưng tổn thất nhân lực để giám sát SCP-015 là rất cao. Và cho đến nay, đã có 11 nhân viên SCP bị giết khi tương tác với dị thường và vẫn còn khoảng 20 người nữa đang bị mất tích. Tất cả những người mất tích được coi là cũng đã chết. Mặc dù đã có báo cáo về việc tiếng đập và tiếng la hét phát ra từ bên trong tòa nhà, cho thấy họ vẫn còn tồn tại dưới một dạng sống nào đó. SCP-015 đã được phân loại là Euclid. Và vì bản thân nhà kho không thể di chuyển, nó đã được giám sát một cách hiệu quả tại chỗ. Tổ chức duy trì một khoảng trống ít nhất là 2 mét xung quanh nhà kho và không có cấu trúc nào được phép xây dựng kết nối với các bức tường bên ngoài của tòa nhà. Nếu phát hiện thấy bất kỳ phần nhô nào ra từ SCP-015, các đường ống phải được bịt kín và niêm phong ngay lập tức. Việc thăm dò bên trong SCP-015 đã được phép với sự chấp thuận của các nhân viên cấp cao. Nhưng sau nhiều tổn thất, các đội thám hiểm bắt buộc phải bao gồm 3 thành viên và tất cả vào trang bị dây an toàn và thiết bị GPS. Các đội không được phép mang theo bất kỳ dụng cụ cầm tay hoặc dụng cụ điện nào vào bên trong nhà kho, cũng như không được cố gắng sửa chữa hoặc bảo trì dưới bất kỳ hình thức nào khi ở bên trong. Tuy nhiên, không cần phải xử phạt người vi phạm những quy tắc này, vì SCP-015 sẽ tiêu diệt kẻ gây nguy hiểm cho nó. Tổ chức SCP giám sát vô số địa điểm dị thường, nhưng SCP-015 là một trong những địa điểm kỳ dị nhất. Nhưng bạn có thể tự mình đánh giá bằng cách so sánh nó với SCP-024, một tòa nhà bị bỏ hoang khác với những bí mật tồn tại bên trong nó. Và cũng đừng quên đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi tìm hiểu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.